Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6 vừa qua không chỉ là kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mà trên thế giới còn có một hoạt động rất là thú vị, đó chính là ngày quốc tế yoga. Vâng, đúng như vậy. Khắp mọi nơi trên thế giới và cũng như ở Việt Nam thì diễn ra các hoạt động rất là sôi nổi để hưởng ứng. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tìm hiểu về lợi ích thiết thực mà yoga đã mang lại cho sức khỏe của cộng đồng. Luyện tập thể dục thể thao là nhu cầu không thể thiếu nhằm cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Có rất nhiều bộ môn thể thao để mọi người tham gia tập luyện. Tuy nhiên, ít có bộ môn nào lại tác động đến thể chất lẫn tinh thần mà không giới hạn độ tuổi, giới tính như yoga. Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe bởi phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ, yoga đã trở nên phổ biến rộng rãi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 21 tháng 6 là ngày quốc tế yoga hàng năm. Đây là dịp để chúng ta truyền cái sức khỏe và cái phong trào tập luyện yoga trên toàn thế giới và để nâng cao cái đời sống tinh thần cho người dân. Những bài tập yoga đòi hỏi sự kết hợp cao độ của tinh thần và thể xác tại cùng một thời điểm, dựa trên nguyên tắc kiểm soát hơi thở và giữ cơ thể ở nguyên một tư thế, qua đó làm chủ và điều khiển được sự dẻo dai, nâng cao sức khỏe như cải thiện chức năng não, giảm căng thẳng, tăng tính linh hoạt, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giúp xương chắc khỏe, vân vân. Trước đó thì Huyết áp nó cũng không được ổn định lắm. Thì trong thời gian tập, qua thời gian tập khoảng 6 tháng này thì thấy nó ổn định hơn. Và tim mạch thì thấy nó thoải mái hơn, tức là không còn hồi hộp đánh trống ngực giống như mình. Trước kia tôi có bị đau lưng, xương khớp. Nhưng sau khi tập yoga hơn 1 năm thì thấy được cải thiện rõ rệt. Không những thế, sự kỳ diệu mà yoga mang lại chính là thông qua các bài tập thiền, tập thở, đòi hỏi người tập phải thực sự tĩnh tâm, lắng nghe cơ thể, từ đó giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Việc điều khiển hơi thở sẽ khiến cơ thể được thăng hoa, nâng cao năng lực của trí tuệ, giúp người tập hoàn thiện bản thân, từ đó sống lành mạnh, an hòa và thư thái hơn. Một buổi tập 1 tiếng thôi, nhưng mà tôi đã cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, đó mình nó gọi như nó refresh lại rất là nhiều và nó giúp tôi giảm stress và có thêm năng lượng cho công việc ngày tiếp theo. Sự hưởng ứng tích cực của người dân không chỉ minh chứng cho những lợi ích tuyệt vời mà yoga mang lại. Điều này còn cho thấy sự nhận thức đúng đắn của mọi người trong việc cải thiện sức khỏe thể chất, đi đôi với nâng cao giá trị tinh thần, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh.